Người đâu? Nhanh lên, nhanh lên, xông lên, mau. Long đại nhân, bây giờ ngài hãy nói cho ta biết, ta tin không? Nhưng mà vào giờ phút này, bổn quan thật sự rất khâm phục ngài. Trong tình cảnh này mà ngài vẫn rất là bình tĩnh, là người đã từng trải rất nhiều chuyện. Nhưng mà bổn quan vẫn cảm thấy khó hiểu, tại sao ngài cứ phải chống đối với ta tới cùng vậy? Ha! Ngài tưởng là ngài cứu được Lệ Tần, ả sẽ nói vài câu tốt đẹp trước mặt đương kim thánh thượng hay sao? Để đương kim thánh thượng xóa tội sát hại Mệnh Quang, ngụy tạo Ngọc Tỷ và giả truyền thánh chỉ, có phải không? Ngươi! Long đại nhân, Tân phủ đại nhân sai người tới mời Long đại nhân qua phủ bàn việc cứu tế. Được, ta biết rồi, ta thay y phục xong sẽ đi. Vậy tiểu nhân đi chuẩn bị kiệu cho đại nhân. Ê, hai huynh nghĩ quản gia này có phải là nội gián của tên Lưu Đức Chiêu không? Rất có thể, nhưng bây giờ không có thời gian để tìm kiếm tên nội gián bị Lưu Đức Chiêu mua chuộc. Chủ tử, người đưa Dĩ Quan và Lệ Tần nương nương đi trước. Tôi sẽ giả dạng thành người tới Lưu phủ giữ chân bọn chúng. Hả? Long tiểu đệ, những lúc như vậy đừng hả nữa, cứ nghe lời huynh ấy đi. Huynh ấy rất giỏi võ, huynh yên tâm, huynh ấy không vướng bận chúng ta thì không người nào có thể bắt huynh ấy được. Hơn nữa dốc dáng của chúng ta tương tự, đúng lúc có thể thế thân cho nhau. Dĩ Quan, ta cải trang cho chủ tử, muội đi báo với nương nương để nương nương chuẩn bị lập tức bỏ trốn. Được. Lý Kim Khanh, tại sao lại là ngươi? Đứng yên ở đó. Long gia, đứng yên. Đứng yên cho ta. Họ Lý kia, thả tỷ phu ta, nếu không ta giết cả. Ta với dạng cô nương không thân không thích, người bắt cô ấy thì uy hiếp được ta sao? Đừng dùng chiêu này với ta. Ngươi và tên họ Long đều là những người nhân nghĩa, vì dân bị nạn hai người dám phạm cả đại tội. Ngươi có thể đứng nhìn một nữ nhân yếu đuối chết vì ngươi hay sao? Thả ngươi. Giang cô nương, lúc nãy tôi nghĩ tới an nguy của cô mới dùng kế đưa cô đi, nhưng mà không ngờ cô vẫn không bỏ được Mạnh Tường Hòa. Cũng được, cậu quý, chỉ cần ngươi thả cô ấy, ta sẽ thả tỷ phu của ngươi. Ngươi tưởng ta ngốc sao? Thả tỷ phu ta trước, sau đó buông tay chịu trói. Ta sẽ thả ả ra, nếu không làm theo ta sẽ giết ả với Mạnh Tường Hòa. Được, ta đồng ý. Chàng tôn, con cẩn thận một chút. Cẩn thận đó. Muội là Khuynh Thành. Đúng vậy, muội là Tuyết Khuynh Thành. Cậu quý, để thấy chuyện để làm chưa? Đệ cũng không biết. Sao, sao ai lại biết võ công chứ? Đừng nhiều lời. Tiểu thư, sao lại là cô chứ? Ông quản gia, ông nói ai? Đây là tiểu thư nhà tôi, Lệ Tường nương nương. Nhưng mà hình như không đúng. Tiểu thư nhà tôi không biết võ công. Mặc dù trước khi vào cung thường cưỡi ngựa bắn tên như lão già, nhưng chỉ là chơi cho vui thôi. Sao lại đột nhiên lại... Hai cái tát tay này, ta đánh thay cho thư gia. Rốt cuộc thì cô có phải là tiểu thư hay không vậy? Lưu đại nhân. Hả? Kêu quan binh lùi xuống hết. Tỷ phu, lùi xuống hết. Lùi xuống cho ta. Lùi xuống. Dạ. Lùi xuống. Mau lên. Dạ. Lùi xuống mau lên. Lưu đại nhân, mau thả Mạnh Tường Hòa, chuẩn bị cho ta ba con ngựa tốt. Chuẩn bị ngựa. Lấy ngựa. Mau lên. Thưa cô nương, cô đừng có sốt ruột. Khuynh Thành nhất định bình an thoát thân, đưa Mạnh ca ca của cô tới đây.
mong là cả ba người đều được bình an vô sự. A Di Đà Phật, Bồ Tát phù hộ, Bồ Tát phù hộ, Bồ Tát phù hộ. Tới rồi. Tới gì chứ? Tôi nghe thấy tiếng gió ngựa. Nhìn kìa, Huynh Thành đã giúp Mạnh hộ vệ an toàn thoát thân. Quỷ Mùi. Mạnh ca ca. Quỷ Mùi. Mạnh ca ca. Tốt quá rồi. Ê, tên cẩu quan Lưu Đức Chiêu không làm khó cho huynh chứ? Không có, ta cũng đã theo hắn 10 năm, cứu hắn rất nhiều lần. Hắn cũng đã nương tay với ta. Hắn chỉ cho ta uống thư cân nhuyễn cốt, giúp ta vào đại lao thôi. Hả? Mai mà có Lý huynh và Tuyết cô nương cứu ta, còn giải độc giúp ta nữa. Lại đây. Đa tạ ơn cứu mạng của ba vị, tôi không có gì để báo đáp. Vì vậy chúng tôi sẽ khấu đầu tại đây để đa tạ ba vị. Mạnh huynh, đứng dậy mau đi. Đứng dậy. Đứng dậy. Nguyễn Tâm muội muội, mặc dù chúng ta không thân không thích, nhưng mà vì dung mạo giống nhau mà kết mối duyên này. Mạnh đại ca cũng là người trung nghĩa, nhìn thấy hai người cuối cùng có thể vượt qua trở ngại, nắm lấy tay nhau. Tỷ tỷ này thật sự ngưỡng mộ muội. Tuyết tỷ tỷ, muội có Mạnh đại ca của muội thì có Lý hộ vệ mà. Muội cũng mong hai người có thể vượt qua trở ngại, răng long đầu bạc. Thưa cô nương à, cô hiểu lầm rồi. Lý hộ vệ từ lúc còn nhỏ đã có vị hôn thê. Vị hôn thê của cậu ấy cũng là tỷ muội thân thiết của Khuynh Thành. Họ là thanh mai trúc mã từ thuở nhỏ. Cho nên mối quan hệ của họ chỉ là tình huynh muội. Xin lỗi, tôi đã nhầm lẫn. Vậy tôi chúc mọi người có cuộc sống bình an. Mặc dù tôi không biết tại sao các người lại bắt cóc tôi rồi để cho Tuyết tỷ tỷ thay tôi vào cung, nhưng mà tôi biết mọi người là người tốt. Nguyễn Tâm muội muội, hôm nay bất đắc dĩ ta để lộ võ công của mình trước mặt Lưu Đức Chiêu, chắc chắn là họ sẽ nghi ngờ thân phận của ta. Nhưng chỉ cần muội không bị lộ hành tung, không bị lọt vào tay của Lưu Đức Chiêu, chúng sẽ không có chứng cứ chứng minh ta đang giả mạo. Vì vậy tỷ cũng xin muội hãy tránh xa sơn tay ra, cẩn thận che giấu hành tung. Được. Ba vị yên tâm, lần này chúng tôi đi nhất định sẽ tìm chỗ bí mật, mai danh ẩn tánh, trồng trọt dệt vải, sống cuộc sống bình an, không gây thêm phiền phức cho các vị nữa. Được vậy quá tốt. Mạnh huynh, thật ra tôi rất ngưỡng mộ huynh. Lý huynh, không phải Lý huynh cũng có thanh mai trúc mã sao? Nghe nói là người đó còn là vị hôn thê từ nhỏ. Không như tôi với Nguyễn Bùi phải trải qua biết bao nhiêu sóng gió. Sóng gió giữa tôi với vị hôn thê e rằng còn lớn hơn cả hai người. Chuyện rất dài dòng, không nói thì hơn. Lý hộ vệ, chỗ này không tiện ở lâu, chúng ta nên từ biệt hai người họ ngay tại chỗ này. Được. Mạnh huynh, huynh với thư cô nương mỗi người cưỡi một ngựa, lập tức phi thật nhanh rời khỏi sơn tây. Được. Đa tạ, núi cao sông dài, sẽ còn gặp lại. Hẹn ngày gặp lại. Tuyết tỷ tỷ, Lý đại ca, tạm biệt, thượng lộ bình an. Đi. Bảo trọng. Cha. Cha. Sư phụ, người theo tụi con đi gặp Khang Hy đi, con sẽ nói người đã khỏi bệnh rồi. Không, ta phải quay về cốc giúp cho Tấn Dương điều tra tin gian tế này. Khuynh Thành à, trước đây ta vào cung với con vì ta lo cho con, còn bây giờ trong chốn cung cấm có thái tử và vị quan tiếp ứng cho con, ta thấy yên tâm hơn. Con cứ nói với Khang Hy là mặc dù ta đã khỏi bệnh, nhưng mà ta phải ở lại giữ linh cữu cho lão gia. Lục sư phụ, người nhất định phải bảo trọng. Sư phụ bảo trọng.
xong rồi. Chín rồi. Thơm quá. Lão đại, bản lĩnh ăn trộm của cô cũng giỏi thật. Cái này không đúng. Tôi không phải ăn trộm. Tôi có bỏ một chút ngân lượng vào trong chuồng gà cho họ chứ bộ. Cô thôi đi, lấy mà không báo tức là trộm. Ờ, à, được thôi, tôi ăn trộm. Vậy người đừng ăn nha, đừng có ăn đó. Lệ Tần nương nương, ăn đi. Thơm thật. Nè, ăn đi. Ăn xong lấy tiếp nữa. Vẫn còn nhiều lắm. Phần của ta đâu? Người hả? Người mới vừa nói đồ ăn trộm mà. Vậy thì người đừng ăn. Nếu người ăn thì sẽ bị chung tội với tôi đó. Chủ tử, người dùng phần của thần thiếp đi. Thấy chưa, quyển tâm tốt biết mấy. Nè, Lệ Tần nương nương. Được. Ngon thật đó. Lão đại, không ngờ cô cũng có tài nấu bếp nữa. Chuyện đó đương nhiên. Học cái khác tôi không có giỏi. Nhưng lúc trước có sư phụ là đầu bếp của Tiền Triều, là đầu bếp nổi tiếng nhất. Vì vậy lúc tôi học với người đó, tôi rất siêng năng. Đầu bếp nổi tiếng nhất Tiền Triều, Ngự Trù à? Chủ tử, đừng nghe vị quan nói lung tung. Sư phụ dạy chúng tôi nấu cơm, chẳng qua chỉ là một đầu bếp trong một hộ lớn thôi. Ừ, phải đó. Mụi nói khoác lác mà, đừng có vạch mặt mụi chứ. Thôi chết, có một toán nhân mã đuổi tới. Sao huynh nghe được vậy? Đợi khi muội nghe thấy thì đã muộn rồi. Các hướng đều có người đuổi tới, mình đã bị bao vây. Cái gì? Làm sao để đột phá dòng vây? Võ công của chúng không tệ, lại còn đông người. Nếu như xông thẳng ra, e rằng khó bao vây người. Cũng may mặt nạ thần làm vẫn còn, chỉ đành dùng cách cũ. Thần tìm vài huynh đệ thì vậy, giả dạng làm chủ tử đánh lạc hướng kẻ địch. Không được mang theo đồ đạc, lập tức rút ngay. Được rồi. Ê, Long tiểu đệ, sao bọn chúng lại che mặt chứ? Chúng là quan binh của Lưu Đức Chiêu sao? Có lẽ là Lưu Đức Chiêu muốn giá họa cho sơn tặc của Ngưu Giác Trại, nên không thể để thuộc hạ lộ thân phận. Không nên. Là vậy sao? Đúng là thâm độc. Bắt Long Tam và tên họ Lý đi. Cũng may võ công của ca ca cô cao cường, ngay cả thị vệ được tuyển chọn trong cung, và bọn người che mặt kia cũng không phải là đối thủ của quân ấy. Chuyện đó đương nhiên, tôi lười biếng từ nhỏ, nhưng mà ca ca tôi không, quân ấy rất chăm chỉ. Ca ca của tôi thứ gì cũng biết, có rất nhiều bản lĩnh. Quan trọng nhất là còn có dũng có mưu, Lâm Nguyên không sợ. Cũng may không phải kẻ địch của ta. Chuyện đó đương nhiên, người là Long tiểu đệ của tôi, huynh ấy là ca ca của tôi, đương nhiên phải đối xử tốt như đệ đệ. Huynh ấy sẽ bảo vệ người, yên tâm đi. Gặp được hai huynh muội của cô là sự may mắn của ta. Ông trời đã sai hai người tới phò tá ta. Đuổi theo, bỏ lên, đuổi theo. Long tiểu đệ có sao không? Hết chuyện rồi. Vừa ra khỏi Tử Cấm Thành, đúng là phải nhờ lão đại bảo vệ. À, phải rồi, chúng ta mau tới gốc cây khác để đưa Lệ Tần xuống. Ờ, phải á, đi. Đi. Lệ Tần nương nương. Lệ. Lệ Tần đâu? Tuyết tỷ tỷ lo cho Trư ca ca, lại đi giúp quần ấy nữa. Sao không thấy Lệ Tần nữa? Có lẽ nhớ lộn chỗ rồi. Ca ca
không đưa nương nương lên cây. Vậy chúng ta mau mau đi tìm cô ấy. Thư Kiến đã hy sinh vì nước rồi, ta phải bảo vệ con gái của ông ấy. Ừ, lòng tiểu đệ thật có lòng trưởng nghĩa. Không cần tìm nữa, thiếp đang ở đây. Lê Tân, nàng đi đâu vậy? À, thần thiếp được Lý Hộ Vệ đưa lên trên một thân cây ở trên cao. Thần thiếp thấy bọn họ đi xa, cho nên men theo thân cây từ từ trượt xuống đất. Cây cối trong khu rừng đều rất là cao, nàng tự xuống được luôn à? Chủ tử, cha của thần thiếp là võ tướng uy chấn một phương. Từ lúc còn nhỏ, thần thiếp đã thường ngồi trên lưng ngựa rồi, cho nên mấy chuyện này thần thiếp vẫn làm được. Trước đây khi ở trong cung, cứ thấy nàng học rộng hiểu nhiều, đa tài đa nghệ, dịu dàng khả ái. Thật không ngờ, nàng ngoài mềm trong cứng, rất gan dạ. Chủ tử quá khen. Được rồi, đừng đứng đây nói chuyện nữa. Tìm một nơi an toàn trước đi. Hay là vậy, đi hướng ngược lại, chạy theo hướng đó. Được. Nè, tay của tỷ, mau lên. Mau lên. Không phải máu của ta, vì lúc nãy có người đánh lén đại sư huynh, ta đã giải quyết người đó. Đi nhanh lên. Cho ta miếng nước đi. Huynh sao rồi? Đau quá. Đa tạ. Cố gắng chịu đựng nha. Đau quá. Đi lên. Từ từ, uống miếng nước đi. Đau quá. Đa tạ. Cố chịu đựng nha. Đau quá. Đa tạ. Dương đại ca. Đêm qua Dương đại ca giả dạng làm chủ tử, bị bọn sát thủ thay nhau tấn công, trúng rất nhiều nhát kiếm. Số thị vệ này đều là những người được ta tuyển chọn từ trong cung, ai cũng được huấn luyện kỹ, một lòng trung thành. Lúc ta xuất cung hơn 30 người, bây giờ chỉ còn lại chừng 10 người. Lưu Đức Chiêu à, Lưu Đức Chiêu, món nợ này ta từ từ tính với người. Chủ tử, đúng ra tối qua tôi có thể giết hắn, nhưng chưa được chủ tử cho phép, tôi không dám giết chết mình quan. Hơn nữa, chỉ một nhát giết chết hắn thật sự là quá dễ dàng cho hắn. Khanh làm rất đúng. Muốn giết Lưu Đức Chiêu thì dễ, nhưng nhất định phải chiếu cáo thiên hạ về tội của hắn để làm tấm gương. Như vậy thì mới có thể răn đe được vạn người. Chờ sau khi ta hồi cung, ta sẽ mượn cái đầu của Lưu Đức Chiêu để bắt đầu chỉnh đốn triều cương. Nhưng mà Trư ca ca, huynh nghĩ tên Lưu Đức Chiêu rõ ràng có thể quang minh chính đại phái người đến bắt chúng ta, nhưng mà tại sao thuộc hạ của hắn lại lén la lén lút? Đám hắc y nhân này không phải là người của Lưu Đức Chiêu. Không phải người của hắn. Chủ tử, người nhìn vết thương này. Vết thương ra sao? Toàn bộ là trái sâu phải nông, trên sâu dưới nông, chứng tỏ kiếm pháp của bọn chúng đã quen kiểu chém ngược lên. Nhớ lại lúc trước, vết thương của thư tổng binh cũng như vậy. Đây là đao pháp của địa thăng môn trong giang hồ, thuộc hạ của Lưu Đức Chiêu là quan binh, không thể biết dùng. Vậy ý của Khanh muốn nói, kẻ truy sát chúng ta và kẻ hành thích Thư Kiến là cùng một bọn người, do Ngô Tam Quế chỉ thị? Khả năng rất lớn là như vậy. Chẳng lẽ Ngô Tam Quế đã biết thân phận của ta? Chuyện này chưa chắc. Có lẽ Ngô Tam Quế chỉ tưởng người là Khâm Sai đại thần, sợ người điều tra vụ án của Thư Kiến phát hiện manh mối, cho nên mới giết người diệt khẩu trên đất Sơn Tây, giá quả cho Lưu Đức Chiêu. Xem ra Khanh nói đúng. Trên đường chúng ta hồi kinh, nhất định không được yên. Chủ tử, một tướng quân đang đuổi tới. Có bao nhiêu người? Khoảng 40 người. Chủ tử, chúng ta phải nhanh lên. Tối qua vừa trải qua một trận chiến, không nên tiếp tục đối đầu. Rút. Không có thuyền cũng không có cầu, làm sao mà qua sông được? Chủ tử yên tâm đi. Tối qua sau khi bỏ trốn, tôi đã sai huynh đệ tới đây dò thám trước, chuẩn bị sẵn thuyền bè. Bên bờ bên kia có khu rừng rất rộng, chỉ cần vào được bên trong,
bọn quan binh không thể nào đuổi tới. Khả năng ứng biến rất tốt, sắp xếp chu đáo, làm ta mở rộng tầm mắt. Luận kinh nghiệm giang hồ, ta thật không bằng Khanh. Chủ tử quá lời, thần lớn lên trong dân gian, đánh đấm chém giết trên giang hồ. Còn chủ tử ở trong chốn miếu đường, nghĩ đại kế an bang trị quốc, thần sao dám sánh bằng chủ tử. Khanh cũng không cần phải khiêm tốn, mỗi người mỗi vẻ có sở trường riêng. Về mặt này, ta thật sự phải học hỏi ở Khanh. Chủ tử, chúng ta nhanh chóng lên thuyền qua sông đi. Ừ.